ăn đậu vô cái này không? Hello, xin chào mọi người mới thân của mình. Mọi người bữa nay mình đi giăng lưới cá phi mọi người. Bữa nay mình không gà lâu dữ các bạn, không có giăng lưới. Bữa nay mình thả tay lưới cá phi này thử đây. Mọi người theo chân mình đi thả lưới cá phi nha. Đây mọi người bắt đầu mình thả lưới mọi người. Thả tay lưới này, hơi lớn mọi người. Tay lưới này thả cái tay lưới này 6 phân. Bắt là bắt cá bự. Tại lúc đầu kia luôn rồi. Đó. Con tay à, tay thả tay quay luôn rồi. Bây giờ mình sẽ úp máy mình thả nhanh nhanh rồi mình quay lại cho mọi người xem. Có đi dính lắc nó dính cả nào. Mình giăng tay lưới vừa xong rồi, đây là cuối đài luôn. Đó. Bắt đầu đi đuổi. Lấy cây đập mọi người, đập đung 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 cho nó chạy vòng vô tay lưới. Người cá chạy quá trời luôn rồi, đi cả nước vô rồi. Lấy gì hy vọng là kiếm đồ ký mà. Không nổi không ạ. Phao nổi tỉnh bơi, không có mắc phao gì. Đài nằm chỗ này không? Rồi xuống mé luôn, xuống mé đìa luôn. Nó đó, có cái gì bự ra? Cái gì cho bự cái này không? Đồ cuốn luôn mọi người. Đấy, ông nội con cá phi quá lửa luôn. Mình cuốn luôn mọi người. Máy chạy máy cưa cây nó chạy quá. Ồ, vô một em. Cuốn tay à. Tay cuốn tay à. Mọi người thấy tay cuốn không? À, móc vô nè. Vô phao một con nữa, hai con. Tới giờ chưa hết mệt. Tại lưới này dài lắm rồi, đủ rất là xa luôn. Trời trời, trong lỏng thế này em ru không phát chỗ này rồi, không dính thì được hai con thôi. Đây hai con cũng bự rồi. Cái máy nó chạy con nữa, còn nữa rồi. Ồ, thấy nó chạy chuồng rồi. Hút trời bự quá, bự luôn. Khi gối tưởng nó sảy mà không phải, không có sảy hết hồn. Sao mà cứ dính có mấy con vậy? Con này con thứ tư mọi người ơi nè, 1, 2, 3, 4 con nè, cũng được á. Nãy mình đuổi tay lưới vô kia rồi. Tay lưới này nó thưa, nó bự con. Cá nó bự. Mình tính bắt cá bự, cuối cùng cá bự dính thưa quá. Mà đang còn nữa. Để cho nó được có 5 con thứ 5 đó mọi người. Mà thất bại rồi, thất vọng luôn. Thất vọng nặng nề luôn. Mà 5 con chắc được 1 kg mà. Không có dính nhiều mà. Ôi, đây con thứ 6. Ôi, hai con. Vậy đây được một đầm mà nằm người luôn. Đang có nữa, chiều trời mưa chạy gầm quá trời luôn rồi. Hù. Đang có nữa, hai con đấy, hai con liền. Cũng không có chạy lắm, cũng đủ ăn mà. Cái lưới này thưa. Đây là mọi người, một con nữa. Đây mình cũng hai con tiếp tục. Đó. Cũng được đi. Ủa, hai con tiếp tục nữa. Đây. Đó. Cũng được nha. Một con nữa. Còn khá rồi. Vung vung tay rồi mọi người. Cũng chạy vô đi. Chơi giờ.
tay chân mỏi quá. Đây thêm con nè, ui đây con đó con nữa kìa, đó con đó. Đấy, thêm bò nữa, ui xa lắm mọi người, không được đi qua qua con này. Con tay tao quay, tao quay tao cũng bú hai con nữa. Em thêm một con nữa, cá bự không mọi người. Dọc đây để mình dở con này cho mọi người xem. Đó nha, tạp 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 vô rồi. Khúc nãy khúc đầu đầu đó, khúc đầu nó dính ít, khúc nãy dính nhiều quá mọi người. Con này với này có cá bằng bằng không, tuôn lên nè con bự này nằm đóng rồi mọi người. Đây một dọc ba con hay gì đó, nó dở hết nổi rồi, mình thấy cái dính ít xíu rồi dở hết nổi rồi nữa. Đây một con nữa nè, ôi ba con bốn con hả, đây nè đây nè, hai ba bốn chỗ rồi, chỗ này chỗ này khúc nó hết lưới rồi. Quá trời mỗi tay con người này hết dở lên hết nổi luôn này, này con trai sao dở nó bây giờ mình gán cuốn còn khúc nữa rồi này. Đây là tới đó là xong rồi, gắn lại gắn lại gắn lại ra con này không thấy dính này nữa. Đây con nhỏ này con này cũng bự luôn đó. Đây con nhỏ này nhờ người ta quay mà một tay cầm nè hả vậy bây giờ nó nặng lắm rồi, 5 kg cá này. Dạ hết nổi luôn. Bữa nay không có caramel ở nhà nữa, mình đi bữa nay đi học rồi. Mình vừa quay mình vừa thăm mình vừa làm ố. Con cá bự nè, nè. Màu quá màu này. Đây. Thêm. Một dọc nữa nè, một con, hai con, ba con. Rồi, nặng hai con nữa. Con giả hai con này cho mình xem cá bự nè, còn phải ba khối cá bự, còn đặng con nữa, rồi tới đó là hết lưới luôn rồi. Không nổi rồi, xem mình nó chìm lúc mà tha chứ thôi, rồi, còn lên. Anh tay cũng chắc lắm lắm, đang con này, con cuối cùng, cá bá lửa. Rồi, hết lưới, mừng quá muốn xỉu luôn. Đây. À, đầu lưới này mà thọc lên. Con trai mà khó làm quá. Cũng xong chuyện. Em đem bà cho người xem này. Ngón tay không thể nổi luôn. Rồi. Ngắt luôn. Rồi đi lắm. Quá phê, quá phê, quá phê. Quá phê. Hai ba khối nè. Nó một cá bự nè. Trời nó mệt. Ông nậu vô cái này không? Chín ngắt cá rồi. Rồi vô cái nữa. Xong vô. Lưới này 4-5 kg luôn rồi. Đã chưa rồi. Miền Tây à. Mình đánh bóp bê tớt nha. Phải đánh một cái hai người là tay nó dính dữ dằn lắm. Đánh cả hai người là cái tay lưới này dính 7-8 kg luôn. Cái này có khoảng 5 kg luôn rồi. Mệt.
vừa đánh giá thì mình nó mệt quá mọi người. Mình chắc cái tới để mình nè nạt giải tới lưới cho mọi người xem nè. Đó ghê chưa, tao giải mà không nổi luôn thôi. Tại giờ video cũng dài mọi người, tao lưới cũng đã cuốn xong rồi, thành quả không được bao nhiêu nữa mọi người. Thôi giờ mình xin tạm dừng tới đây mọi người. Mình thấy thích cho mình xin một like, một đăng ký, một bình luận góp ý mọi người. Mình xin hẹn gặp lại mọi người clip sau. Xin bye mọi người, bye.